Hello, chúng mình quay trở lại với trận đấu Tùng và đến với gió đường trên của Sachemeng. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là màn du đấu của Sachemeng ở tại rank Hàn anh em nhá. Đánh từ rank sắt đánh lên. Ngày hôm nay sẽ là giao bàn giữa Darius cùng với Riven ở mức rank cao thủ. Và Darius của Sachemeng ngày hôm nay sẽ mang theo kiệt sức. Cùng xem là Darius kiệt sức của Sachemeng sẽ có màn trình diện như nào nhá. Let's go. Ok, Ngọc tái tổ hợp khi đánh cùng với Riven khu đứng trên. Ban đầu thì nghĩ là đánh cùng với Sinh nhưng cuối cùng thì đối phương last pick con Riven và Sachemeng chuyển thành bảng ngọc như thế này, một ngọc cũng khá là cơ bản của Darius khu đứng trên. Huyền thoại là huyền thoại tốt đánh anh em nha. Phép bổ trợ kiệt sức đi top. Hiện tại Sachemeng đã leo lên tầm kim cương của máy chủ Hàn rồi nhưng mà elo ẩn khá cao. Arc này đánh từ sắt đánh lên nhưng mà đánh win liên tục á, nó up elo cực kỳ nhanh. Và đã mess cùng với một lobby có rất nhiều cao thủ rồi. Đây, một lobby với 9 cao thủ và Sachemeng đang ở mức rank lục bảo ở cái lobby này. Ở trong lobby này thì có một bạn hình như là người Việt Nam à. Xin chào Bunny rồi này. Revenge thì tất nhiên sẽ mang theo tốc biến cùng với Thiêu Đốt rồi. Kèo cũng rất nặng về mặt kỹ năng cá nhân nhưng mà Sachemeng quyết định mang theo kiệt sức để lấy lợi thế đi đường. Không có tốc hành xử lý cái thế trên top từ nhà đến trường thì hơi khó một chút, hay là vào giao tranh cũng hơi tù. Nhưng mà kiệt sức đánh cùng với Revenge thì chắc chắn là cái sức đi đường của Darius sẽ được đẩy lên rất là cao. Hơi tiếc một chút là ở khoảng thời gian này thì không có bản quyền AZ. Hôm trước mình có thông báo là có cast nhưng mà ở những ngày cuối cùng thì mình nhận được thông báo là có vấn đề bản quyền nên là không xem được, không bình luận trực tiếp AZ trên kênh online được. Thôi quay trở lại với những giáo án của Sao Cho Măng ha. Vừa ăn bắp vừa leo rank Hàn. Khởi đầu là khiên Doran tới từ Sao Cho Măng. Một khởi đầu cũng tương đối an toàn. Win rate của Sao Cho Măng hiện tại sau khi leo lên được tầm kim cương 4 là trên 80%. Tầm 84-85% gì đấy. Là một win rate rất khủng. Và điều đấy khiến cho Sao Cho Măng gặp rất là nhiều những cao thủ từ cực kỳ sớm. Nào cùng chờ xem là giao án Darius đầu cùng với Riven thì xử lý những cỡ đầu như thế nào. Thực ra kèo này thì mình cũng đã từng làm ở máy chủ siêu cấp Trung Quốc rồi. Thậm chí là những Boancha máy chủ siêu cấp Trung Quốc Riven thì thậm chí có rất đông. Và có rất nhiều cao thủ Riven bên máy chủ Hàn Quốc, à nhầm, bên máy chủ Trung Quốc. Bên Hàn thì chỉ có Azadi là người nổi bật nhất thôi. Nào cùng xem là hành trình leo rank của Sao Cho Măng ở tại rank Hàn với account thứ hai này nó có thuận lợi hay không và có lên thách đấu hay không trước khi bị ban acc. Hy vọng là account này sẽ có tuổi thọ cao hơn một chút. Account trước thì được tầm hơn chục ngày là bị ban. Bị quét IP thì xác định mất thôi. Account trước thì mua mất 2.000 tệ. Với khoảng chừng gần gần 7 triệu, hơn 6 triệu Việt Nam đồng. Rồi cấp 1 chưa nâng kỹ năng đến từ Sao Cho Măng. Áp lực cấp độ 1 đến từ Riven với tam bộ kiếm. Khả năng đẩy đường trước đến từ Riven sẽ giúp cho Riven lên 2. Đối phương khởi đầu trường kiếm 3 bình máu anh em nhá. Sao Cho Măng thì khởi đầu bằng W. Có những dấu ping đến từ ai đó. Mid đối phương mất dạng cực kỳ sớm anh em à. Như vậy là hai tờ lính đầu tiên không có va chạm đến từ cả Sao Cho Măng lẫn Riven phía bên kia. Đối phương farm là 11 trên 12. Riven vừa rồi có ý định tấn công bóc giáp cốt của Sao Cho Măng nhưng không được. Giữ lính trước trụ farm an toàn ha. Chưa chờ bất kỳ một CS nào. Đối phương đánh tay bóc giáp cốt này. Ok, xử lý với cú quy rìa lát hít rất là tốt nhưng thế đẩy vẫn thuộc Riven và đối phương lên 3 trước nha. Ok, đánh chờ level 3 cũng không sao. Với kiệt sức thì level 3 đánh với Riven mình nghĩ là sẽ không đến mức quá thua. Một giờ là một pha đúp quy rất tốt. Đúp trúng Riven. Đánh tay W, còn kiệt sức Oni luôn rồi. Đó là 5 stack rồi, sau đó EQ. Đánh tay Q flat thành công đến từ Sao Cho Măng và sau đó thì 5 stack đang bắt đầu đốt Riven rồi, một cú đánh tay nữa mà thôi. Đối phương flat đi với áo choàng mây và tốc độ di chuyển của Sao Cho Măng là không đủ nhanh cho tình huống này. Một nhịp Onin cực kỳ tốt của Sao Cho Măng nhưng không có đủ sát thương để lấy mạng của Riven phía bên kia. Đây là một nhịp mà nếu như Riven để Darius đánh tay W trúng thì kèo này rất dễ lấy 5 stack, đánh tay W trúng. Đây là một tiền đề. Trước đó là một stack nội tại rồi, đánh tay W là 3 stack rồi anh em ơi. Kiệt sức đánh tay lấy stack thứ tư, lấy stack thứ năm nhưng mà EQ thì đối phương có một nhịp W làm choáng. Đánh tay Q phát thành công đến từ Sao Cho Măng với 81 máu hồi lại. Tuy nhiên là không đủ sát thương để có thể dứt điểm Riven. Sự lợi hại của áo choàng mây ở nhánh pháp thuật tới từ Riven giúp Riven thoát chết trong một tình huống
Sochimaru đã đầu tư hai spell để Onin. Mặc dù là một tình huống Onin không đủ sức để hạ gục Riven, nhưng đó là một pha win trade về máu. Và cùng xem là hai rừng ai sẽ lên top trước đây, cấp độ 4 với EQ sẵn sàng. Có E trở lại thì kèo này lại là kèo mà con Riven bị thua rồi. Riven đang bấm 3 bình để hồi máu lại. Talia không lên kịp rồi. Đối phương Q1 sao cho mừng đánh tay được một cú. Bị đối phương bóc mất giáp cốt rồi. Nhưng với ngưỡng máu như thế này thì rõ ràng Riven đang là người bị thua kèo và có lẽ sẽ chờ rừng lên trăng. Riven có định Onin. Tôi nghĩ rằng với đợt lính này thì Riven Onin sẽ bị thua về mặt sát thương khá nhiều. Đợt lính của sao cho mừng còn lại khoảng chừng 5-6 con. Và lượng sát thương lính đầu trận thì nó không hề ít. Đối phương lao lên rồi, sao cho mừng W. Không kịp đánh tay W. Chỉ kịp đánh tay mà thôi. EQ hồi máu trăng. E đánh tay W, Q rìa thành công. Thêm một đòn đánh tay nữa. Đi. Solo kill cho sao cho mừng rồi. Một tình huống xử lý không vết xước với E đánh tay, sau đó thì W, Q rìa và thêm một đòn đánh tay nữa. Solo kill trước một tên lính cực kỳ to. Riven khi hết hai phép bổ trợ thì rõ ràng là cái nhánh pháp thuật nó sẽ không mạnh bằng cái nhánh kiên định về khoản đi đường. Và ngay lập tức đó là một pha solo kill giúp Sachemon có được một lượng tiền đủ lớn để lên một cái giày thép gai. Một trang bị cũng rất là quan trọng. Cánh dưới cũng đã có những giao tranh diễn ra đầu trận và lúc này tổng kill của cả hai team đang là con số 3 đều. Và rừng thì Thalia đang có mặt tại khu vực cánh trên sau khi ăn cua. Mid thì kèo Tristana cùng với Sinh là một kèo mình nghĩ là không quá khó. Tristana sẽ đánh rất là an toàn đầu trận với sải tay dài và thậm chí có thể áp được solo kill Sinh. Một pha quy dìa thành công của Sachemon. Đánh tay W giữ stack rất tốt. 4 stack rồi. Tiếp tục đi bộ và có EQ rồi. 5 stack. W thành công. Sau đó thì EQ hồi máu. Riven cố gắng bớt sát thương nhưng không đủ sát thương. Và Sachemon có một pha E đánh tay W. Chưa kịp hồi vẫn có cú quy dìa để dứt điểm. Rõ ràng là khi không có phép bổ trợ thì bảng kiên định nó phát huy tác dụng rõ ràng hơn so với bảng pháp thuật của Riven. Riven phải có thiêu đốt hoặc là tốc biến thì mới có được áo trong mây để gia tăng thêm khả năng cơ động. Cũng như lách được những kỹ năng quan trọng của Darius, ví dụ như cú quy gì ở chẳng hạn. Thêm một mạng solo kill nữa. Cao thủ Riven Hàn Quốc đánh ở đây là bắt đầu hơi ngợp rồi anh em ơi. Bị solo kill quả trước mất một quê lính dức trụ như vậy là tương đối nặng rồi. Thêm một quê lính có xe to nữa. Và thậm chí lần này có thêm một lớp khiên trụ cho Sơ Trâm trước khi di chuyển về. Level 6. Riven không quyết định Odin trong pha này à? Nếu Riven Odin trong pha này thì Sao Chamon có thể có cơ hội solo kill anh em nhé. Đối phương có tầm nhìn rồi thì phải đánh tay W thành công. Đó là 3 stack rồi. Kéo E thành công rồi. Quy gì à? Đi. 5 stack đốt chết không? Có thể là đối phương bấm bình kịp nhưng có thể sẽ là 5 stack đốt chết. Ok, ok. Trong bụi cỏ này có tầm nhìn rồi anh em à. Pha trước nếu mà Riven Odin là mình nghĩ cũng cái kết nó cũng sẽ là như thế này thôi. Nhưng mà đối phương chỉ cản bấm B về, sau đó đối phương quay lại last hit. Và sau đó thì khi đối phương Odin, như cái kèo này mình đã nói rồi, cái kèo này mà để cho con Darius đánh tay W trúng á, thì Riven rất là khó chơi. Kể cả tam bộ kiếm chạy đi thì con Darius kéo E lại. Rồi, mặc dù lắc hình ảnh một chút nhưng mà vẫn đủ để thấy được rằng sao cho mừng đã có một pha kéo E, sau đó thì quy rìa. Lấy 5 stack cực kỳ tốt với máy chém Norsus. Và lần solo kill thứ 3 dành cho sao cho mừng rồi, không cần tới kiệt sức. Mục đích của Riven chỉ là cố gắng cản sao cho mừng B về thôi. Tuy nhiên nỗ lực cản sao cho MB về đã khiến cho Riven bị solo kill lần thứ 3. Xong rồi, cái top này chính thức xong rồi anh em ơi. Bây giờ cùng xem là con Darius này nó lăn cầu tuyết như thế nào và cái sự khó khăn của Darius khi không có tốc hành cho giao tranh nó là như thế nào thôi. Còn kèo top này đã được giải quyết rất là gọn gàng rồi anh em nhé. Nếu như mang theo tốc hành đánh cùng với thiêu đốt của Riven thì sẽ có rất là nhiều những cái bất lợi về mặt Onin. Nhưng sao cho mừng đã quyết định đổi thành phép bổ trợ kiệt sức. Thực ra thì cái giao án Darius kiệt sức này mình cũng đã từng làm một lần rồi, cũng là kèo Darius Riven. Đó là cái thời điểm mà Sao Chamon bắt đầu leo top thách đấu trở lại bên máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Và ngay lập tức gặp một ông Wensen Riven. Ông đó hiện tại thì không biết là đang top bao nhiêu máy chủ siêu cấp, nhưng thời điểm mà Sao Chamon đụng độ cùng với Wensen cái trận đấu đó thì Wensen đang là top 1 anh em nhé. Top 1 máy chủ siêu cấp tại thời điểm đó. Rồi lên lại khu đứng trên với một cái dây thép gai để bổ sung thêm sát thương và thêm một cái viên hồng ngọc nữa. Kéo tốt với 3 lần solo kill này là Riven hết chơi nổi rồi.
Đường giữa đó là một pha sinh lao lên cùng với Viego tấn công Tristana. Thalia có mặt sao chứ mà cũng có một pha ramming ra khu đường giữa. Quang địa chấn tốt rồi. Tristana chỉ còn lại một chấm máu và sinh với tốc độ di chuyển cực cao. Đã có thể lấy mạng của Tristana nhưng sao chứ mà có mặt để bảo kê rồi. Kéo e trượt của sao chứ mà rồi không đủ tầm kiệt sức luôn rồi. Nhưng tốc biến đã hồi lại kịp. Liệu rằng có bung luôn một cú quy flat lên để dứt điểm vị trí của sinh hay không? Thresh có mặt không cần flat nữa. Khó chịu thế nhờ. Ramming quả này chắc là được Thalia nhường lại cho một tên lính 5 con thôi. Chứ không có mạng. Đi từ trên top xuống dưới khu đường giữa. Nhưng cũng chỉ có được một đợt lính cùng với một ít kinh nghiệm. Lên lại khu đường trên thì mất một wave 6 con rồi. Lúc này thì phép bổ trợ đến từ cả hai bên đã hồi lại hết rồi anh em nhé. Quyết định của Sacha Mung là đóng băng tên lính này lại và farm an toàn. Rừng đang ở cánh dưới rồi. Kéo E thành công đánh tay W, Q rìa, đối phương né Q rìa. Sacha Mung Onin với cái thế từ nhà đến trường và đối phương bị dính 5 stack, đối phương đi. Khả năng Onin của Riven với Thiêu Đốt đã bị cái kiệt sức của Sacha Mung counter hoàn toàn. Không có cửa nào để đánh cái kèo này khi mà đã thua trang bị nhiều đến như vậy và lại còn Onin với một cái kiệt sức nữa. 4 lần solo kill của Sacha Mung với một cao thủ Riven Hàn Quốc. Với tốc độ leo rank như thế này thì mình nghĩ là sẽ lên cao thủ sớm thôi. Hy vọng là đợt quét IP sắp tới thì nó đến trễ một chút. Rồi lúc này thì Thalia đã lên lại khu cánh trên để kiểm soát sứ giả chung với Thresh. Đường giữa thì Tristana liên tục đẩy kèo và sinh chưa có nhiều cơ hội để roaming sang hai đường cánh. Thresh di chuyển lên như thế này thì đối phương có thể sẽ cân nhắc việc buông bỏ con sứ giả. Mặc dù wave này thì Riven nó sẽ đi trước sao cho mừng. Tuy nhiên thì áp lực của Riven lúc này với những pha di chuyển nó sẽ không phải là quá nhiều vì con Riven này thực sự là đã quá thọt rồi. Đối phương di chuyển ra và Thalia vẫn có được con sứ giả. Sau đó Tristana di chuyển ra và Riven chắc là đi thêm mạng nữa rồi. Rồi. Riven nằm xuống lần thứ 5 quá là trầm cảm. Sau đó thì ở khu vực đứng giữa Viego bắt chết được Aphelios. Có thêm mạng của Thalia. Mất hai mạng này tương đối vô duyên nha. Còn đây sẽ là khiên trụ thứ ba cho Sacha Mung rồi. Với tình huống nằm xuống của Riven thì mất thêm một tên lính cực kỳ to. Mất thêm hai khiên trụ vào tay của Sacha Mung và sau đó thì lên lại khu đường trên. Liệu rằng có một tình huống đánh chặn giữa hai trụ hay không? Đứng giữa sinh cùng với Viego băng trụ Tristana. Tristana yếu rồi. Riven lại khu đường trên và Sacha Mung xác định là ăn trụ trước người sau. Riven nỗ lực cản. Nỗ lực dọn lính tới từ Riven. Sacha Mung quyết định là bán máu để ăn trụ. Giữ W lại để ăn trụ và sau đó thì đối phương flash né Q rìa. Đánh tay và sau đó thì flash đứt. Bị chém gió E đánh tay Q rìa. Ok Q3 vừa rồi hitbox hơi ảo nha. Càng thế nhờ. Quả này là bị trụ bắn hơi đau rồi. Cố gắng giữ W lại đến từ Sacha Mung để dứt điểm trụ bằng W thì nó sẽ reset cái đứt này nhanh hơn. Cú Q rìa đối phương flash né Q rìa. Sacha Mung có thể flash về hướng này để sống sót. Nhưng mà quyết định hit and run về hướng nhà đối phương. Đánh tay đứt flash. Và đối phương tam bộ kiếm tiếp cận với một cú Q3 gần như là mắc tầm đến từ Riven. Nếu như không bị CC bởi cú Q3 này thì tôi nghĩ là Sacha Mung vẫn sẽ đủ máu để thực hiện một cú Q rìa. Và nếu như pha này Q rìa thành công thì chắc chắn là solo kill sẽ có cho Sacha Mung rồi. Có được trụ một toàn bản đồ với tiền thưởng 400 cùng với khiên trụ thứ 5 dành cho Sacha Mung nhưng bị shutdown với 800 tiền cho Riven phía bên kia. Tất nhiên là sau mạng shutdown này thì Riven nó vẫn sẽ chưa đánh lại kèo này. Nhưng với lượng tiền này thì ít nhất là Riven nó có thể sẽ có thêm một trang bị nào đó để đánh cánh dưới. Ít nhất là về mặt trang bị so với những con như Aphelios hay là Tristana thì Riven nó sẽ không bị thua quá nhiều. Những cái kèo cánh thì một mã shutdown vừa rồi sẽ chưa đủ để Riven có thể đánh lại kèo với một con Darius xanh đến như thế này. Khu đường dưới vừa rồi là tình huống Aphelios lên bả. Và có vẻ là bot đối phương khỏe đấy nha anh em nha. Kéo đổi kéo nhưng sau đó thì đối phương có Hoàng Hồng lên xạ và Thresh nằm xuống chung với Aphe. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Bot hơi 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 toang rồi anh em ơi. Rừng đối phương nó rất khỏe và đây là tình huống Tristana tiếp tục bị ghé thăm bởi Viego. Và sau đó Tristana nằm xuống với mạng hạ gục dành cho hỗ trợ đối phương. Nhưng ít nhất có một mạng gỡ gạc dành cho vị trí của Tristana với bọc thuốc súng.
và sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Một ván mà bạn thấy là dừng gần như không lấy tốc quá nhiều. Cả hai dừng luôn. Viego thì không muốn lên bởi vì khoảnh khắc mà sao cho vẫn có cái giày thép gai thì Viego Revenge sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đánh cùng với một con Darius cầm kiệt sức. Dừng đối phương đa phần sẽ đánh ra khu đường giữa thôi. Revenge có dám vào cạnh tranh bãi người đá này hay không? Không dám vào rồi. Phản kích làm chậm thành công nhưng mà sao cho quyết định là ăn bãi người đá an toàn rút lui thôi. Tốc biến chưa có đến từ sao cho. Nhưng mà kiệt sức đã có lại rồi và quan trọng là thời điểm này cấp độ đã là cấp độ 11 anh em nhé. Rồi, Thalia dựng tường khép góc vị trí của Sinh. Sinh di chuyển về hướng của Sao Cha Mông rồi. Dính quăng địa chấn bị trụ bắn. Và Sinh cực yếu, Sinh flash sang chăng? Dễ thật sự ạ. Rất đen do Sinh khi mà flash thẳng về hướng của một con Darius đang đi bộ thẳng ra. Đó là tình huống mà Sao Cha Mông có định truy đuổi Revenge. Revenge dùng anh Dũng và ta bộ kiếm rút lui được. Không có tốc biến nên quyết định của Sao Cha Mông là về đón lính thôi. Khu đường giữa có pha gọi sứ giả đến từ Thread của Tristana. Và với con sứ giả vừa rồi thì Team Sao Cho Mừng đã có được cái trụ thứ hai. Và cái búa gỗ này thì không biết đồ 2 Sao Cho Mừng sẽ hướng tới cái gì. Nó có thể là Sterak đồ 2 để đánh teamfight. Hoặc cũng có thể là búa tiến công. Chưa biết sẽ lên cái gì anh em nhé. Cúp chim cùng với Hồng Ngọc cũng vậy. Sterak cũng được mà một cái búa tiến công đầy lẻ cũng ok. Bởi vì ván này các bạn thấy là không có phép bổ trợ tốc hành. Nên là đánh teamfight sẽ hơi khó một chút. Có thể cân nhắc việc lên búa tiến công đẩy lẻ. Và với búa tiến công thì thực ra con Darius này cân Revenge cùng với Viego thoải mái anh em ạ. Đứng đánh chặn Revenge, Revenge quyết định ăn trụ rồi. Trụ thời điểm này không còn khiên trụ nữa. Truy đuổi Revenge cũng hơi khó đấy nha anh em nhé. Nó quá cơ động. Rồi đón lính thôi. Thalia đang di chuyển lên và có những dấu ping đến từ Sochimon cùng với Thalia là có thể đánh được. Check bụi bằng Q nhưng không thấy ai ở đây cả. Khu vực đường dưới mất trụ rồi. Nhưng ở khu vực đường giữa thì đó là một pha tấn công đến từ bộ ba Tristana Thalia cùng với Thresh lấy được mạng của Sinh. Riven có được một mạng shutdown của Sochimon và hướng tới những mảnh nhỏ của trang bị dìu mãng xà. Nhờ việc thua tầm 50 CS, thua tiền trụ top cùng với ngần này mạng thì chắc chắn là Revenge sẽ không đánh lại kèo này và khu đường giữa Tristana nhảy thẳng lên tấn công. Sao cho mừng chỉ thẳng vào một cái Starak đồ 2, một trang bị để đánh giao tranh tổng mặc dù là cân 2 thì không khỏe bằng so với búa tiến công. Hãy lan trụ không nhanh bằng. Và cũng không có tốc hành nữa nhưng vẫn quyết định đánh kiểu Darius di chuyển hỗ trợ đồng đội chứ không phải là một con Darius thuần đẩy lẻ. Vì thường búa tiến công sẽ đi chung với tam hợp nó sẽ hiệu quả hơn. Thực ra thì búa tiến công đi chung với cái chỉ phản kích vẫn ổn anh em nhé. Sẽ để tối ưu cái cánh đẩy lẻ thì tam hợp nó sẽ có sát thương lấy trụ nhiều hơn một chút. Còn đây là tình huống quyết định di chuyển về của Sachemon khi thấy đường giữa vừa rồi có một tình huống Tristana đổi mạng với Viego. Rồi đã có Sterak đồ 2 cực sớm rồi anh em ơi. Cấp độ 12 với hai đồ lớn. Lượng chỉ số hiện tại đang là rất tốt. Chờ 20 giây nữa hồi lại cái tốc biến là có thể cân sứ giả thoải mái. Đây là một con sứ giả sắp xuất hiện tại cánh trên và hiện tại Team Sao Cho Mừng đang hơi thiếu tầm nhìn. Thậm chí là tình huống vừa rồi Thresh mất tương đối nhiều máu cùng với tốc biến trước thềm sứ giả. Không biết là Thresh còn có mắt nào hay không đây. Sao Cho Mừng quyết định ra khu đường giữa và kêu Afe hãy bait đi. Viego có mặt và Sao Cho Mừng đang đứng kế bên rồi. Cú kéo thành công tới từ Big Rank. Lồng đèn được quăng ra, quăng địa chấn trượt, tốc biến còn. Một pha kéo e hơi với tầm của Sao Cho Mừng và quyết định là không đầu tư tốc biến trong pha vừa rồi. Tristana nhảy lên tấn công đường trên thì Revenge tiếp tục cánh đẩy lẻ với một cái dìu mãng xà. Đối phương đẩy đường là khá nhanh anh em nhé. Những pha di chuyển này mà không thu lại được ma hạ gục là sẽ bị Revenge khoét trụ. Mất CS các kiểu. Lại có đánh nhau và Tristana cực yếu rồi. Ê, đồng đội ván này có vẻ là hơi toa anh em ơi. Không sao. Ít nhất chưa đến mức quá fit nha. Vẫn đang ở trong một ván đấu mà tôi nghĩ là sao cho mình có khả năng gánh team tốt. Không đến mức gọi là quá tạ hay là fit không thấy mặt trời đâu. Nhưng đây là tình huống mất trụ đứng trên rồi. Tristana nhấn dịch chuyển. Có ai mở được hay không nhỉ? Đội hình này tương đối thiếu mở. Vừa rồi thì Thread đã kéo án tử trượt. Big Rank vẫn đang bị kẹt lại, kéo E đánh tay. Quizzy ở phản kích. WR 5 stack cho Sao Cho Mừng. Tiếp tục đánh tay. Giữ 5 stack lại. Chiêu cuối sát thương chuẩn là cực nhiều. Và đó là triple kill cho Sao Cho Mừng rồi. Tiếp tục dấn lên.
và giữ nắm sát cực tốt đến từ Sơn Trời Mừng. Đánh tay thêm đòn nữa, quát ra kill rồi, chạy đi đâu đây, flat lên E thành công, đánh tay W, Quy Diều phản kích, quăng đến chân tốt và Pentakill. Pentakill cực sớm dành cho Darius của Sơn Trời Mừng, mặc dù là một Darius mang kiệt sức. Vừa rồi thì Bitcrank đã là mục tiêu bị nhắm tới để Sơn Trời Mừng có thể lấy năm stack nội tại bằng tình huống dập chiêu cuối. Và khi 5 stack có dành cho Darius của Sartreman ở cấp độ 12 cùng với chiêu cuối 2 điểm thì sát thương chuẩn là quá nhiều và Samira đã không được chơi game cho pha vừa rồi. Và với 5 stack thì Sartreman đã có được cho mình cú Pentakill. Giữ 5 stack cực kỳ lâu luôn các bạn. Ở đây đối phương cũng đứng khá là gần nhau trong pha vừa rồi. Và đó cũng là một trạng thái mà Darius của Sartreman đang mạnh nhất. Với hai phép bổ trợ sẵn sàng, chiêu cuối sẵn sàng. Giao tranh với nội tại của Sterak thì các bạn thấy là hiện tại Sơn Trâm Mừng vẫn còn một lượng máu tương đối nhiều. Có sứ giả, có Pentakill và có luôn cho mình khiên băng Radwin cho lần về nhà vừa rồi. 18 phút 3 đồ lớn. Với một lượng chỉ số cực kỳ mạnh về cả sát thương lẫn cả chống chịu. Hơn 3k máu. Gần 200 giáp. Pha này Viego có định di chuyển vào cướp bùa nhưng thấy sự hiện đến từ một con Darius. 10 mạng của Sơn Trâm Mừng. Thì đối phương đã quyết định rút lui rất nhanh. Rồi đối phương sẽ đánh cái cánh mà không có sao cho mừng anh em nhé. Cụ thể thì khu đứng giữa vừa rồi thì đối phương phát động tấn công rất là nhanh và đối phương cũng có khả năng mở bất ngờ từ một con Big Crank. Vừa rồi thì chắc là có một Big Donate của fan hâm mộ. Có Pentakill là có Big Donate luôn anh em. Rồi, vòng lại khu đứng trên tiếp tục đẩy lẻ. Chờ mục tiêu lớn đánh tiếp. Hiện tại trên người Sơn Trâm Mừng vẫn còn một con sứ giả khe nứt. Đang không có phép bổ trợ nên là rất sợ bị shutdown 1.000 tiền anh em ạ. Bây giờ muốn giết Revenge cũng thực sự là rất khó. Đường giữa thì Big Crank vừa mất tốc biến rồi. Cảm giác là dí lên con Revenge nó sẽ chạy á. Mình không có nhiều kỹ năng để truy đuổi theo. Đồng hồ, ok. Bán khiên ra lên đồng hồ để chuẩn bị giao tranh với con sứ giả. Trụ đường dưới đối phương vẫn còn trụ 1. Và sau trong di chuyển phát hiện ra Viego. Viego cùng với Sinh có định úp vị trí của Tristana. Nhưng với pha di chuyển xuống của sau trong thì đối phương đã từ bỏ ý định đấy rồi. Và sau đó thì con sứ giả liệu rằng sẽ được triệu hồi ở đâu đây? Vì rồng chưa có nên là bây giờ gọi sứ giả thì cũng sẽ không có thế để di chuyển ra rồng làm gì cả. Nên sau trong quyết định về lại khu đường trên để đón quê lính mà Riven đã tiếp tục đẩy cao. Mặc dù là một con Riven bị nằm xuống cực nhiều. Nhưng đối phương cứ một đường đẩy thẳng như vậy thì nếu sau trong lên không có dịch chuyển như thế này thì việc đổi 1-1 giữa Sơn Trâm Mừng cùng với con Riven rõ ràng là 4 đánh 4 thì đối phương sẽ khỏe hơn cánh dưới. Đây là tình huống mà Riven bị kẹt lại, bộ kỹ năng của Riven bị counter quá nặng bởi vị trí của Thalia với cái tấm thảm. Riven không quy không e, chỉ có thể đi bộ mà thôi, mà đi bộ thì không thoát khỏi cái lượng sát thương cùng với khả năng truy đuổi của bộ đôi Thalia cùng với Darius. Riven nằm xuống và sau đó là một pha gọi sứ giả khu đường trên để nó đẩy chậm. Quyết định sẽ là Baron hay là để lên khu đường trên đẩy đường tiếp đây. Baron vừa xuất hiện tầm 30 giây và Sơn Trâm Mừng đang không có phép bổ trợ tốc biến, chỉ có kiệt sức mà thôi. Kiệt sức vừa kịp hồi lại. Thread kéo án tử được hay không? Thread kéo án tử trúng, Bitcrank bị dồn sát thương và 5 stack cho Sơn Trâm Mừng hay không? Không có 5 stack cho Sơn Trâm Mừng, chỉ có mạng dành cho Thalia mà thôi. Quyết định không truy đuổi Sinh. Án tử trúng nhưng mà đối phương có thanh tẩy đánh tay W, Quy Diệt trượt kéo E đánh tay, đó là 3 stack nội tại, 4 stack nội tại rồi. Chiêu cuối được hay không? Không đủ tầm để chiêu cuối đến từ Sơn Trâm Mừng. Sinh có khả năng rút lui cực kỳ tốt, dính quang địa chấn còn đồng hồ nhưng sau đó bị dồn sát thương và thậm chí là Sinh không chết, Aphelios mới là người bị Sinh solo kill. Không có tốc hành, không có tốc biến. Bị sát đao 1.000 tiền. Chà. Rồi, Tristana đi chung luôn rồi, bị quét sạch luôn rồi. Đồng đội thậm chí là nhấn đầu hàng luôn ạ. Pha vừa rồi nếu như chỉ dừng lại ở tình huống dứt điểm được Big Rank và sau đó ép Baron thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn là việc truy đuổi. Nhưng mà Thread bị kẹt lại phía sau với những tình huống nỗ lực kéo án tử mở và một con Samira còn thanh tẩy. Sinh thì nó có tốc độ di chuyển là rất cao với giày bạc cùng với tốc hành và trạng thái chiêu cuối nữa. Nó không bị dứt điểm trong pha vừa rồi, thậm chí nó còn giết ngược con Nafe, không hiểu lý do tại sao. Thread CC tốt rồi. Big Crank có lẽ sẽ phải nằm xuống với tình huống đi lẻ kiểm soát tầm nhìn.
Sứ giả đứng trên thì nó đã húc được một cú và làm mềm trụ hai đứng trên đối phương rồi, nhưng hiện tại thì khoảng trống sẽ không nhiều cho Shenzhen để đẩy lẻ. Đi chung với đồng đội với phép bổ trợ tốc biến cùng với kiệt sức hồi lại để áp lực vào dòng nguyên tố tiếp theo. Rồi, án tử hay rồi, đánh tay W quăng địa chấn bồi vào và đó là cú quy rìa phản kích. Thalia tiếp tục có thêm mà hạ gục. Và quyết định sẽ là tấn công trụ hai đứng giữa đối phương vì dòng chưa ra. Samira đang bị khép góc và đó là một pha chiêu cuối tiếp cận tới từ Thalia. Samira sẽ phải đi. Chắc chắn là đi rồi. Đầu tư chiêu cuối cùng với tốc biến đến từ Sao Cho Mừng để ăn mạng của Samira. Đây là một con Samira có shutdown. Và đây cũng là thời điểm mà Sao Cho Mừng đang cần những cái mạng như vậy để có thể áp lực con rồng nguyên tố này. Đối phương với tình huống nằm xuống đến từ Sinh cùng với Samira chắc chắn là sẽ phải cân nhắc việc bỏ. Way top thì lúc này đang chuẩn bị áp sát vào trụ 2 rồi. Mặc dù di chuyển sang máy chủ Hàn Quốc nhưng cái lối chơi của Sao Cho Mừng nó vẫn là như vậy. Nó vẫn là di chuyển hỗ trợ đồng đội chứ không phải là đẩy lẻ. Không phải là ăn thua với đối phương ở đường cánh ở đoạn mid game. Mà liên tục di chuyển tìm cách hỗ trợ đồng đội tại các mục tiêu lớn. Sao Cho Mừng đã rất là master cái lối chơi này rồi vì... cái lối chơi của máy chủ Trung Quốc là lối chơi mà không mang theo dịch chuyển khu đường trên nhiều. Nên là nếu không có những pha di chuyển chủ động như vậy thì đồng đội sẽ cực kỳ khó đánh luôn. Riven làm gì đây? Có dừng phía sau hay không? Đối phương đang cầm Baron đẩy lẻ. Trụ hai đường trên của Team Sentinel lúc này cũng đang không còn nhiều máu. Big Crank di chuyển. Án tử trượt kéo E, đánh tay W, quy rìa phản kích, đối phương flash chạy rồi, không có chiêu cuối nhưng Sao Cho Mừng đi bộ lại. Thực hiện một đòn đánh tay để lấy mạng của Big Crank. Đối phương cũng kéo rất đông người trong pha vừa rồi nhưng rõ ràng là... Viego hay Riven lúc này không phải là những con tướng quá áp lực đối với Sao Cho Mừng. Với ngần này giáp. Đứng giữa cũng đang có đánh nhau và Aphelios đã rút lui, Sao Cho Mừng ping đồng đội rút lui một nhịp đi, lúc này không có mục tiêu để đánh nhau anh em ạ. Không nên đánh nhau những cú như thế này. Nếu mà tỷ lệ thắng nó khoảng chừng 80% thì đánh thoải mái, chứ nếu như đánh 50-50 thì không nên anh em ơi. Lúc này là lúc nên đi farm thì sẽ tốt hơn. Sao Cho Mừng cần farm, cần cấp độ 16 để tối ưu hóa cái lượng sát thương đến từ những tình huống máy chém Nausus. Và lúc này cũng đang cầm tiền đủ lớn để về nhà hướng tới giáp thiên thần. Quyết định đứng đánh chặn Riven một nhịp trước khi bấm B về của Sao Cho Mừng và Riven không phê check trong pha này. Tiếp tục đứng cam nhưng mà Riven quyết định không đẩy cao nữa. Lúc này thì trụ hai đứng trên của cả hai bên đều đang cực kỳ yếu rồi. Và khi đối phương không lên trên thì Chitana lập tức phải rút lui mà thôi. Không biết là có rút lui được hay không đây. Đối phương không có người cánh trên nhưng mà Chitana đẩy quá cao rồi. Cũng may đây là tình huống không có mục tiêu lớn nào trên bản đồ cả. Nên là pha này chỉ mất 300 vào tay con Sinh mà thôi. Có cần phải lấy kháng phép không anh em nhỉ? Quyết định tiếp tục đóng giáp đến từ Sao Cho Mừng khi thấy rằng đối phương chỉ có một nguồn sức phép, đó chính là Sinh. Di chuyển lên khu vực cánh trên bản đồ và sẽ cố gắng lấy cấp độ 16 trước thềm Baron 2 anh em nhé. Ở Baron 2 thì sẽ có cấp độ 16 cho Sao Cho Mừng cùng với 4 món trang bị rưỡi. Và phép bổ trợ sẽ có ít nhất là một cái kiệt sức, còn tốc biến thì chưa biết. Có thể là chưa hồi kịp. Nhưng mà chờ tốc biến của Darius trong tay Sao Cho Mừng hồi lại đánh Baron sau thì tỷ lệ win sẽ là cực kỳ cao rồi. Những hỗ trợ như Big Rank không lên cao thì không được, không lên cao thì không mở được. Mà lên cao thì không khác nào lấy 5 stack cho Sao Cho Mừng cả. Đang là tình huống kéo án tử tốt tới từ Thresh. Riven tiếp cận nhưng dính án tử, bị dính đóng hộp, đánh tay W quy rìa phản kích, đối phương có đồng hồ. Sao Cho Mừng giật về một nhịp. Riven cố gắng bỏ chạy, dập R không được đến từ Sao Cho Mừng, đối phương flash đi và Riven sống với một chấm máu. Không có tốc biến để thực hiện một pha tốc biến dứt điểm đến từ Sao Cho Mừng. Nhưng mà có lẽ cũng sẽ chưa phải là tình huống mà Sao Cho Mừng muốn ôn in nhiều tài nguyên vào một con Riven như vậy. Do chưa có mục tiêu lớn nào cả. Nhưng với tình huống yếu máu đi về đến từ Riven thì team Sao Cho Mừng đang đẩy thẳng khu đường giữa. Có được trụ hai đường giữa đối phương, một tiền đề cực tốt để hướng tới các Baron 2. Và khu cánh trên thì trụ hai đường trên đối phương cũng đang rất yếu rồi. Sao Cho Mừng quyết định chưa về, đứng lại khu đường giữa. Bị hất về sau tình huống click lồng đèn và Sao Cho Mừng mất máu cực nhiều rồi. Và sau đó thì còn giáp thiên thần mất Sterak rồi. Vẫn có thể đi bộ về với khả năng bảo hộ đến từ lớp giáp của Sterak. Và Riven thực hiện một cú chém gió nhưng lượng sát thương nó không vào máu Sao Cho Mừng. Tristana bị kéo lại, có lồng đèn cover nhưng Tristana
không kịp bấm trong pha vừa rồi với lượng sát thương sốc đến từ Samira. Lùi nha, lùi nha, sinh tốc biến hất thành công, thread thread lên bảng. Chưa có Baron, không vấn đề gì nha. Mất hai mạng, không vấn đề gì. Về reset ra Baron với tốc biến của Sơn Trung sẽ chắc chắn là hồi lại kịp ở tại con Baron này. Đây, 4 món trang bị rưỡi, 2 spell sẵn sàng và cấp độ là cấp độ 16. Mất trụ đường giữa. Đối phương tiếp tục đẩy tiếp và Sơn Trung có ý định giao tranh trong pha này. Giao tranh thắng thì cơ hội để có được Baron sẽ là cực kỳ cao và thậm chí sẽ có thêm mục tiêu lớn nữa. Là một con rồng nguyên tố. Với áp lực di chuyển ra của Sơn Trung thì đối phương đã ngưng đợt đẩy và hiện tại thì Sơn Trung đang có ý định đứng lại cover Thalia một nhịp. Tốc biến còn, đợi rằng tốc biến kéo con Samira này luôn hay không? Đối phương có thể có Viego cùng với một vài thành viên phía sau nữa. Pha này thì quyết định của Sơn Trung là farm tân lính này một cách an toàn. Sau đó thì ping threat di chuyển ra để cắm mắt tại Baron thôi. Đối phương đã có sẵn người ở đây rồi nha, threat nha. Đi cẩn thận không là Big Crank kéo một cái là rất rách việc luôn. Đây, di chuyển ra chung với nhau để lấy lại tầm nhìn. Riven tiếp tục đẩy cao khu đường dưới và ăn Baron luôn thôi. Không cho Riven có cơ hội để tham chiến. Đây là tình huống Riven không có TP. Riven đang đẩy cực kỳ cao và sẽ có một tình huống có rồng cho Viego, có trụ cho Riven nhưng Baron sẽ mất mà thôi. Big Crank cắm mắt xuống nhưng mà trừng phạt tốt là được. Sao cho mình đã đứng che không cho Big Crank kéo. Nếu Big Crank kéo, đó sẽ là tình huống tự sát đến từ hỗ trợ đối phương. Và Tristana đã có mạng, Big Crank kéo vào Thread. Thread có một tình huống lên bảng đếm số nhưng Sao đang đi bộ lên. Big Crank mất tốc biến chạy rồi, không sao. Một đổi một nhưng vẫn có Baron búp. Chấp nhận mất rồng cùng với mất trụ đường dưới. Nhưng với 4 búp Baron trên 4 carry như thế này thì có thể cầm Baron để ngược trở lại. Tristana đang có một tình huống muốn về nhà để giải phóng tiền và đối phương cũng không dám đẩy tiếp nữa rồi. Ok, cầm Baron phút ngược lại anh em ơi. Thalia về nhà lấy thêm trang bị, sạc lại món năng lượng và sau chúng sẽ được xe con bùa xanh này. Ok. Quyết định của sau chúng là làm gì đây? Waybot đang hơi mất thời gian của Tristana một chút. Sao cho quyết định lên lại khu đường trên để tiếp tục cánh để lẻ và Riven có vẻ như không thấy sự di chuyển đến từ sao cho vì không có tầm nhìn. Pha đi bộ ra như đối phương chạy cực nhanh, có dịch chuyển đến từ vị trí của Tristana nhưng cần người bọc đầu với tình huống tốc biến đến từ sao cho hay không. Thalia dùng chiêu cuối, Riven chạy đi đâu rồi? Riven sẽ đi mà thôi. Quang địa chấn hơi bóp một chút nhưng không thành vấn đề. Lượng sát thương chuẩn của máy chém no sớt với 3 trang bị cộng sát thương anh em nhé. Trong kho đồ của Sao Trâm Âng thì có 3 trang bị là Giác Thiên Thần, Móng Vuốt Sterak cùng với Chì Phản Kích là cộng sát thương. Vì vậy sát thương chuẩn với máy chém no sớt ở cấp độ 3 thì nó là cực lớn rồi. Vừa rồi là chưa cần lấy 5 stack nhưng mà đối phương đã cực yếu. Nó quyết định dập chiêu cuối luôn. Và chiêu cuối cấp độ 16 thì điểm lợi của nó là nó sẽ không có cooldown nên các bạn dứt điển. Đây sẽ là tình huống tiện đường tấn công luôn trụ 2 đường trên đối phương. Một trạng thái rất mạnh của Darius với hai phép bổ trợ sẵn sàng. Rồi té thôi, Aphelios đứng giữa thì không dám đẩy quá cao vì đồng đội đang bận đẩy cao khu đường trên. Về nhà đóng giáp gai, 30 phút full đồ rồi anh em ơi. Còn thiếu tầm 100 tiền nữa thôi là kích lại được cái dược phẩm rồi. Hai mươi tám, 26 chênh lệch về mạng cũng thực ra là không nhiều. Rồi về lấy dược phẩm nào. Dược phẩm với hơn 4k máu. Lượng đam tay có lẽ sẽ tầm con số khoảng chừng 600 nếu lấy được 5 stack nội tại. Giáp cơ bản là 317 giáp. Một lượng giáp cực kỳ lớn với một đội hình nhiều sát thương vật lý như bên phía của team 1. Quyết định của Sachemang là cầm bộ lợi Baron không còn nhiều thời gian đẩy ở khu vực đường dưới. Dàn trụ ngoài đối phương thì vẫn còn một trụ đường dưới nữa anh em nhé, trụ hai đường dưới đối phương. Và tiện cái pha đẩy đường khu đường dưới này thì có thể tập trung với đội hình ở tại khu vực đường giữa và triển khai con rồng nguyên tố tiếp theo. Như mình đã nói thì đây là trạng thái cực mạnh của Sachemang nhưng đồng đội cần phải mở bởi vì con Darius này không có tốc hành, mở rất khó. Big Crank có dám kéo hay không? Sachemang có Sterak, có luôn cả Giác Thiên Thần nữa. Tập này đối phương muốn bớt con Darius này cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và tài nguyên. Nhưng mà đội này khó mở quá. Late game mà Afe mở bằng R thì cảm giác là sẽ có thể bị đối đa một chút. Rồi tốc biến đổi tốc biến giữa Thalia cùng với Samira. Samira mất flash rồi.
Tầm này mà Samira vào đủ tầm phát E là có thể bị sao cho mừng úp luôn đấy anh em nhá. Đối phương có định vòng sau. Rồng chưa có đến lúc này. Ôi, án từ hay rồi này. Án từ trúng Revenge sau đó thoát đôi bơi và hơi sâu. Chitana bị kéo bởi Big Crank rồi. Anh cho dẫn lối súng hỏa cũng cực đẹp nhưng mà có một tình huống bắn chiều cuối hơi bóp đến từ Chitana khiến sao cho mừng kéo E trượt. Gỡ được mạng đến từ tình huống bắn của Aphelios nhưng Afe cũng mất máu quá nhiều rồi. Flash lên R, chàng Flash lên R có mạng, có 5 stack cho sao cho mừng nhưng không có tốc hành. Tiếp tục đi bộ lên 5 stack còn hay không? Kéo E đớp Q, sổ không cần Q nữa. E đớp R thôi các bạn, 1.300 sát thương chuẩn không nói nhiều. Revenge một máu và bị sao cho mừng dập một cú chiếu cuối 500 sát thương chuẩn đi luôn một sải. Và gần 600 đam tay với khoảng chừng 570 đam tay ở dạng 5 stack nội tại. Mặc dù không có tốc hành nhưng mà đồng đội vẫn tới kịp. Kéo E đớp R 1.388 sát thương chuẩn. 580 đam tay. Với 1.300 sát thương chuẩn thì những xạ thủ như Samira chắc chắn là cúp rồi. Lúc này đối phương chỉ còn lại một người duy nhất mà thôi. À, chỉ còn lại một con Big Crank support thì nó không quá áp lực. Sao cho mình sẽ tanh luôn cho con xe này để ăn trụ ba. Big Crank không dính E trong tình huống này. Sao cho mình vẫn còn chiêu cuối kích Randuin làm chậm thành công. Quang địa chấn trúng. Sao cho mình tiếp tục tanh trụ. Và sau đó đối phương flash chạy rồi. Nỗ lực của Big Crank không thể nào giữ lại được Mega cho bên phía của team 2. Chết một con Darius 15 xác. Quyết định di chuyển ra rồng tới từ Sachemer. Pha này thì đội hình đối phương cũng đang kéo ra rất nhanh rồi. Cấp độ 18 với lần về nhà này để lấy dược phẩm. Và sau đó di chuyển ra nhanh tại khu vực hang rồng với đồng đội. Lưới sát thương của Aphelios và Thalia chắc là ăn kịp trước khi đối phương di chuyển ra. Tristana cũng đã phải nhấn cú di chuyển rồi. Hai phép bổ trợ không có đến từ Sachemer và đối phương có một pha di chuyển cổng thông đạo đến từ vị trí của Sinh và sau đó là một pha quy rìa thành công. W làm chậm đánh tay flash đi đến từ Sinh. E không tới tầm rồi. Ui. Đồng đội chết hết 4 người ạ. Ui what. Cảm giác game nó cứ khó khó nhỉ. Sao ta. Cũng may là pha này không mất Baron anh em nhé. Trước đây cũng đã có Mega rồi. Cái wave mid nó không phải là wave xấu. Chứ nếu như là một quay xấu thì team sao cho mừng đã có thể mất Mega cho tình huống nằm xuống với 4 người như vậy. Rồi đối phương đang có định áp lực trụ hai đường trên và hai đường hai người đối phương đã lộ đường giữa. Hai người đối phương lộ khu đường trên. Đường giữa đẩy cao và đối phương cũng kéo người lên khu đường trên rồi. Đây là tình huống mà Baron cũng sắp xuất hiện rồi và cùng xem là team sao cho mừng có hồi sinh kịp hay không đây. Chắc là hồi sinh không kịp rồi anh em ơi. Vẫn mất Baron rồi. Một mình có Darius này không có phép bổ trợ quá khó để tiếp cận giao tranh. Sao cho mừng sẽ không có được áp lực ở tại khu vực hang Baron. Đồng đội cũng cấp độ rất cao rồi. Toàn là cấp độ 16 hết rồi. Chỉ có Thresh cấp độ 14 thôi. Là một khi đếm số là đếm số cực lâu luôn. Đếm số mà Baron ra vẫn chưa hồi sinh kịp ạ. Đây sẽ là tình huống đối phương cầm Baron để ngược trở lại để gỡ công trình vì dàn công trình tuyến ngoài của Team lúc này thì cũng không còn nữa. Nên đối phương có thể chạm trụ bậc thềm với bộ lợi Baron. Cũng may trong ván này thì đội hình đối phương không phải đội hình tay quá dài. Nên là Sao vẫn có khả năng tiếp cận rất là tốt nếu như đồng đội hỗ trợ bằng những hiệu khống chế. Và hiệu khống chế tốt nhất để mở đó chính là quang địa chấn cùng với án tử. Đối phương có vẻ như đã quét thấy rồi thì phải. Án tử. Hay. Quang địa chấn bồi vào. Kéo E thành công tới từ sao cho mừng. Và Viego mất giáp thiên thần rồi. Đối phương có thể vẫn sẽ còn cú tuyệt mệnh để rút lui. Sao cho mừng bổ R kịp nhưng sát thương là không đủ rồi. Không đủ Viego thôi chứ vẫn đủ về để lấy mạng của Big Crank. Kéo E trượt không có kiệt sức. Đức Quy gì phản kích đánh tay. Revenge mất giáp thiên thần và giáp thiên thần thứ hai đến từ đối phương đã mất đi. Revenge cố gắng ôn in để gỡ mạng nhưng không gỡ được mạng nào cả. Mạng dành cho Aphelios với tình huống dứt điểm từ Revenge. Đây sẽ là tình huống có lẽ sẽ là đẩy thẳng để kết thúc ván đấu rồi. Một pha mở hay đến từ Thresh với cú án tử và sau đó là một pha kéo E follow up của Sachemon cùng với quang địa chấn của Thalia nữa. Viego có thể rút lui với một chấm máu nhưng sau đó vẫn chết và Sinh cố gắng lao lên. Dính E, dính đánh tay W, Q gì phản kích các kiểu. Và sau đó nằm xuống với mạng cho Chitana. Quang địa chấn trúng Samira có một tình huống thanh tẩy. Lính đã được dọn đến từ vị trí của Samira. Samira nó thanh tẩy và nó không nhận quá nhiều sát thương cho pha vừa rồi.
Nhưng Samira còn lại một mình thế này thì phòng ngự được hay không? Dính quăng địa chấn, bị kéo E, bị W, bị đánh tay, bị mất ra thiên thần rồi. Big Crank kéo trúng vào người của Chitana, Chitana yếu. Nhưng án tử tham minh rất hay đến từ Thread, quăng địa chấn dính. Và mạng có double kill dành cho Talia. Game đấu sẽ kết thúc ở đây mà thôi, Viego có hồi sinh được chăng nữa cũng vậy. Và sẽ là chiến thắng dành cho Team Socha Mung sau 37 phút. Ok. Kèo đấu giữa Darius cùng với Riven đã được Socha Mung xử lý cực tốt rồi anh em nhé. Một kèo mà đã solo kill tới 4 lần liên tục. Và cái kiệt sức nó cho thấy được cái khả năng đi đường cùng với Riven là cực kỳ tốt. Một phép bổ trợ khắc chế Riven cực hay. Tuy nhiên vào giao tranh thì sẽ tương đối khó khăn dành cho Socha Mung một chút. Nhưng khó khăn thì Socha Mung vẫn có thể giải quyết được với một cú pentakill ở trong ván đấu này. Và hy vọng sắp tới thì sẽ có thêm nhiều giao án chất lượng ở tại rank Hàn và có thêm nhiều giao án đụng độ cùng với các tuyển thủ chuyên nghiệp để chúng ta có thể theo dõi thêm về hành trình leo rank của Socha Mung ha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip khác và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng nha. Bye bye anh em.